đơn phương đến già. Nước Mỹ, năm 1890. Có ai ở nhà không? Nghe nói gia đình mình mới chuyển tới đây. Thay mặt cho cư dân ở đây, xin tặng gia đình một chậu cây trạng nguyên chào đón năm mới. Dạ, cảm ơn ông nhiều. Xin hỏi tên của... Libby, cô... Anh bất ngờ đây sao? 15 năm trước, Ok, cậu xem nè, chiếc ống nhòm này có thể giúp mình nhìn xa vài km đó. Ủa Booker, cậu tới lúc nào, sao không gọi mình? mình vừa tới thôi. Cô bé ban nãy là... Còn bé nào cơ? Có phải cậu muốn hỏi về Blacker, em gái mình? Nó vừa về đây nghỉ hè tuần trước. Cái thứ sến súa điệu đà chảy nước á, cậu quan tâm làm gì? Có cái này, bố mới cho nên mình mang tới khoe cậu. Wow, ống nhòm xịn của quân nhân đây mà. Lớn lên, cậu sẽ nối nghiệp cha chứ. Ừ. Bum, trúng đạn rồi nha. Nè, hay chúng ta rủ thêm em gái cậu chơi cùng. Mỗi lần quân nhân bị thương thì cần thêm y tá chăm sóc chứ, phải không? Cũng được. Để tớ rủ em gái Blacker và cả cô em họ Libby nữa. Như vậy mới có đủ y tá cho hai phe. Bum, trúng đạn rồi nha. Này Blacker, mày làm y tá thế thì chết người ta đó. Phải dùng gạt cầm máu sợ mới cuốn băng chứ. Thưa cây à, cậu ấy chỉ đùa thôi mà. Em không chơi nữa đâu. Em không thích trò này. Không muốn làm y tá và đánh trận giả đâu. Nếu làm y tá, em sẽ giúp được rất nhiều bệnh nhân đó. Đất nước chúng ta đang trong chiến tranh mà. Em muốn trở thành ca sĩ, hát những bài hát lãng mạn cơ. Vậy hả? Mẹ anh trước đây cũng muốn làm ca sĩ, cuối cùng bà lại trở thành y tá. Bà đã chăm sóc ba anh khi ông bị thương trên chiến trường. Sau đó họ đã lấy nhau. Vậy hả? Mà anh bất ngờ nè, tuần sau em sẽ trở lại trường học rồi. Chắc sẽ không gặp anh luộc nổ đâu. Nhanh như vậy sao? Một tuần sau. Blacker, đi thôi, bọn mình sắp trễ rồi đó. Chào Booker hả? Tình ngốc đó chắc đang buồn tới nỗi không thể tới đây được đâu. Blacker, chờ đã. Tặng em, hẹn gặp lại. Gì vậy Blacker? Chúng ta sắp muộn vì những thứ vớ vẩn này đó. Anh Booker là bạn thân của anh trai mình. Anh Booker, cậu ấy là Lush, con trai có một nhạc sĩ tài năng á, là người sẽ cùng học trường âm nhạc với em sắp tới. Lấy cơ, ngồi chắc nha. Lấy cơ, tặng em chiếc ghim cài áo. Đây chính là kỷ vật ba đã tặng mẹ anh. Hãy biên thư thường xuyên để anh biết tình hình của em nha. Bất cơ, mình thật sự mến bất cơ quá, nhưng hình như anh ấy chỉ coi mình như em gái thôi. Lát cơ, anh đã tặng em chiếc ghim cài áo ba mẹ tặng, thứ kỷ vật mà anh trân trọng nhất. Hy vọng em hiểu, nó là tấm chân tình của anh. Không ngờ 60 năm sau lại gặp lại em Libby. Em vẫn chẳng thay đổi gì. Sao lại không chứ? Giờ chúng ta đều là những ông bà lão hết rồi. Blacker, cô ấy vẫn khỏe chứ? Blacker cô đơn lắm. Chị ấy giờ chỉ có một mình thôi. Vậy còn chồng của cô ấy đâu? Anh đã nghĩ rằng Blacker sẽ sống hạnh phúc trong từng ấy năm. Blacker thật bệnh,
em vẫn khỏe chứ? Tuần vừa rồi anh đã chính thức nhập ngũ, tiếp nối sự nghiệp của ba anh. Đối với anh, điều này thật thiêng liêng. Anh Parker, sắp tới em sẽ tham gia buổi nhạc kịch của trường Romeo và Juliet. Em sẽ đóng vai Juliet, còn Romeo sẽ do Los đóng. Giá mà anh được xem vở diễn đó. Lucker, em rất háo hức với vở nhạc kịch và cậu bạn đẹp trai, con nhà giàu phải không? Còn anh thì... Lucker thân, giờ này chắc em đã diễn xong vở Romeo và Juliet rồi phải không? Anh ước gì... Parker, về đơn vị gấp! Cái chân này của tôi đã không còn. Tôi e rằng mình không thể làm chỗ dựa cho ai được nữa. Vậy mà những lá thư của Lucker gửi đi đều không nhận được hồi đáp. Chị ấy cứ nghĩ rằng anh không còn quan tâm đến mình nữa. Cuối cùng, chị ấy đã gật đầu lấy Lush rồi. Hẳn là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Họ môn đăng hộ đối và đều say mê âm nhạc. Không phải, chị ấy không thôi nghĩ tới anh, không ngừng tự hỏi anh đang sống ra sao. Nhưng Lush đã làm giả giấy báo tử của anh, khiến Lucker đồng ý cưới Lush. Nhưng giờ họ đã ly thân trong nhiều năm nay rồi. Vậy sao? Lucker, nếu như anh biết được điều này sớm hơn. Thật ra tôi chưa từng quên em. Parker à, anh hạnh phúc chứ? Anh hẳn đã kết hôn với ai đó. Không, tôi, trái tim tôi chỉ có duy nhất hình bóng của Lucker thôi. Thật là hai con người này, tại sao tới tận bây giờ, thật là có duyên mà không phận mà. Có chuyện gì mà em gọi chị tới gấp quá vậy hả, Lippy? Chuyện gì à? Chuyện mà đáng ra 60 năm về trước chỉ nên làm đó, Lucker à. Chiến tranh đã gây nên nhiều vết thương, giờ là lúc chúng ta nên hàn gắn vết thương đó lại. Lucker, rất vui được gặp lại em. Parker sao? Parker, sao anh... Chân của anh... Lucker, em vẫn như ngày nào. Những người yêu nhau sẽ lại về với nhau. Chuyện tình hoa ban trắng. Ôi, cây thuốc quý này hiếm gặp lắm đây. Là một cây nhân sâm, có lẽ cũng phải đến gần 100 tuổi. Mình phải cố lấy về làm thuốc cho cha mới được. Đừng sợ, hãy bám chặt tay ta, ta sẽ kéo nàng lên. Nàng ngồi nghỉ đi, nàng không sao chứ? Em không sao, đa tạ chàng đã có công cứu mạng. Ông về đấy à, mọi chuyện thế nào rồi? Bà lo chuẩn bị cho con ban đi, 3 ngày nữa nhà tạo mượn sẽ sang hỏi cưới. Nhưng... tôi sợ con ban nó không chịu. Chúng ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn... Không chịu là không chịu thế nào? Tôi đã nhận bên ấy 100 đồng bạc trắng và nhiều mẫu ruộng nương rồi. Thưa cha mẹ, con không lấy con trai tạo mường đâu ạ. À? Không được trái ý ta. Nhà tạo mường giàu có nhất bản, của cải ruộng nương nhiều không kể xiết. Nếu làm dâu nhà đó, con sẽ được ăn ngon mặc đẹp cả đời. Nhưng thưa cha, người con yêu là chàng Khum, con đã thề với lòng mình là đời này kiếp này chỉ yêu và cưới mình chàng thôi ạ. À.
Thằng Ngum ấy vừa không cha không mẹ, lại còn nghèo khổ nhất làng. Nếu cưới nó thì con phải khổ cả đời đấy, con có biết không? Không nói nhiều, cha mẹ đã tính xong cả rồi, con phải làm dâu nhà Tảo Mường. Cha, mẹ, con nhất định không lấy ai ngoài chàng Khum cả. Xin cha mẹ hãy hủy lễ cưới ạ. Lấy con cái à, bà dẫn nó vào phòng chuẩn bị váy cưới đi. Trước khi nhà Tảo Mường sang, cấm nó bước một chân ra khỏi nhà. Không, con thà chết chứ không phản bội chàng. Bang, đã ra khỏi nhà là không có đường quay lại đâu. Mình sẽ đến tìm chàng rồi cùng chàng nghĩ cách. Hai đứa sẽ đến cầu xin cha, hy vọng cha sẽ hiểu và tác thành cho. Nếu không được, mình và chàng sẽ trốn sang bản khác sinh sống. Chỉ cần được ở bên cạnh chàng là mình hạnh phúc rồi. Chàng ơi, nhanh mở cửa cho em. Chắc là chàng lên núi cao bẫy thú rừng rồi, mình phải đi tìm chàng. Mình cứ buộc chiếc khăn ở đây, chàng về thấy chiếc khăn này sẽ biết mình đã đến tìm. Mình nhất định phải tìm được chàng. Gọi chàng không? Chàng ơi! Chàng ơi! Chàng đang ở đâu? Có biết em đang đi tìm chàng không? Em sợ mình không tưởng nổi đến lúc gặp chàng đó. Chàng ơi! Nhanh trả lời em đi! Mình không được gục ngã, mình phải tìm được chàng. Một cái cây, cây lớn dần rồi nở thật nhiều hoa với những cánh mỏng trắng muốt cùng vị điệp màu tím thủy chung. Đây là chiếc khăn của nàng Ban mà. Nàng đã đến tìm ta, nàng đi đâu rồi? Ta phải nhanh tìm gặp nàng mới được. Hãy đợi ta, ta sẽ tìm được nàng. Ôi, bông hoa trắng muốt, đẹp và tinh khiết làm sao. Bông hoa đẹp, tinh khiết như chính tâm hồn nàng vậy. Về sau, người đời gọi loài hoa trắng muốt điểm xuyến nhụy tím này là hoa ban. Và loài chim do chàng Khum hóa thân thành thì luôn quấn quýt bên những cây hoa ban, như thể hiện mối duyên tình truyền đời truyền kiếp. Ngày nay cứ mỗi độ xuân về, khắp núi rừng Tây Bắc lại ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa ban bung nở. Ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa ban, người đời lại nhắc nhớ về chuyện tình thủy chung nhưng đầy bi thương của nàng Ban và chàng Khum thuở ấy. Tình bạn của gà tía. Tôi còn vợ dạy, con thơ ở nhà. Xin bác hãy tha cho tôi đi. Gà tía ơi, cậu hoàn hồn lại đi, con rắn đi rồi. Ôi trời, lại một con diều hâu ư? Cậu đừng có sợ, tớ là người tốt đến cứu cậu đấy. Không có tớ thì cậu đã làm mồi ngon cho con rắn kia rồi. Sao? Cậu cứu tôi á? Đúng vậy, tớ bay qua đây, thấy cậu sắp nguy khốn, tớ không thể nhắm mắt làm ngơ. Cậu không tin chứ gì, cũng phải thôi, bởi xưa nay chúng tớ là kẻ thù của dòng họ nhà cậu mà.
Nhưng chuyện ấy đã xưa lắm rồi. Chúng tớ bây giờ luôn coi loài gà các cậu là bạn hữu thân thiết. Cũng phải nhỉ, nếu không thì cậu đã bắt gọn tôi rồi. Chứ còn gì nữa, thôi nào, có duyên mới gặp đấy. Chúng ta kết làm anh em nhé, làm bạn với tớ. Từ nay cậu khỏi sợ khối đứa bắt nạt đấy. Đồng ý, cảm ơn cậu Diều Hâu tốt bụng. Mày có cậu đấy, không thì tôi đây đã mất mạng. Mấy hôm sau, này anh kia, anh đến đây làm gì? À, tôi là bạn thân của gà trống tía, tôi đến thăm anh ấy đây mà. À, anh Diều Hâu, anh đến rồi đấy à. Đấy, anh thấy chưa, chúng tôi thân thiết lắm. Đúng thế anh Mèo ạ, không phải người lạ gì đâu, chúng tôi là chỗ thân thiết đấy. Dù sao thì anh cũng phải cẩn thận đấy. Không đâu, anh không biết rồi, mạng này của tôi là nhờ anh Diều Hâu cứu đấy. Thôi, tôi dẫn anh ấy đi thăm thú chút đây. Tôi mất thằng cháu bé rồi. Con ơi, con ở đâu? Út ơi, con ơi, con ở đâu? Nhà chị thế mà đoán. Thôi, đừng quá đau buồn. Chắc nó đi lạc rồi lại về ấy mà. Anh Diều Hâu nói đúng đấy. Chắc nó đi lạc rồi lại về thôi mà mình. Mấy hôm sau, không thấy thằng Ba và thằng Tư đâu nữa rồi mình ơi. Cậu phải chú ý trông nom lũ trẻ chứ tía. Thôi được, tôi sẽ hỗ trợ cho. Đi ngay, đồ chim cắt độc ác. Anh Diều Hâu tốt bụng quá. Tôi mất bốn cháu bé rồi. Ôi trời ơi, các con của tôi. Đứa độc ác nào đã bắt mất cả thằng hai đi rồi. Mày đã xơi chúng chưa đấy? Tao xơi hai con rồi, còn hai con tao nhốt trong hốc cây đằng kia phần mày đấy. Được lắm. Kẻ nào tàn ác quá. Ôi con tôi. Ba, mẹ. Ôi con tôi. Thằng Diều Hâu chỉ đường cái thằng cắt đấy. Anh chị cứ tin nó cho lắm vào. Đã thấy tai họa chưa? Nào có ai ngờ được, mồm nó dẻo quẹo mà tâm nó thì gian tà, độc ác quá. Vợ chồng tôi cả tình quá nên mới bị nó lừa. May mà có anh Mèo biết rõ. Hiểu ra bây giờ cũng đã là muộn, nhưng anh chị nên rút kinh nghiệm, dạy cho con cháu mình nữa. Muôn đời Diều Hâu vẫn là kẻ thù của gà thôi. Đừng vì những lời ngọt nhạt mà mắc mưu kẻ xấu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.